Đang mải mê hành nghề trộm xe trước tiệm cắt tóc, hai tên trộm bất ngờ bị phục kích, cái kết ngoài dự đoán. Hôm nay, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc như sau. Bị tóm tại trận, tên trộm vội quăng xe máy bỏ chạy, một người dân đã nhanh chóng chạy vụt lên đón đầu. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai với Lê Đăng Duẩn, 38 tuổi, đồng thời tiếp tục truy bắt đồng phạm của Duẩn để điều tra hành vi trộm xe máy trước một tiệm cắt tóc. Theo diễn biến từ camera an ninh, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 9 tháng 5, hai thanh niên đi xe máy tới trước cửa một tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Trước cửa tiệm lúc này dựng một chiếc xe máy hiệu Vision. Thanh niên cầm lái đứng ngoài đợi, trong khi đó người còn lại tiến tới tiếp cận, bẻ khóa trộm xe. Khi Duẩn và đồng bọn đang thực hiện hành vi, thì liền bị hai thành viên đội phòng chống tội phạm thành phố Đồng Xoài và một số người dân phát hiện, lao đến tóm gọn Duẩn cùng xe máy. Riêng đối tượng còn lại quăng xe máy đang trộm bỏ chạy. Khi người dân đuổi theo, tên này liền rút vật nhọn chống trả, sau đó chạy vào đường hẻm trốn thoát. Thanh niên ngồi trên xe máy bị bắt tại trận, đối tượng còn lại vội vã chạy thoát. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đồng Xoài đã lập tức có mặt tại hiện trường, đưa kẻ gian về trụ sở và truy xét đồng phạm còn lại. Thanh niên bị bắt được xác định là Lê Đăng Duẩn, 38 tuổi, quê tỉnh Bình Phước. Duẩn hiện đang được lấy lời khai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Còn bạn thấy sao về pha trộm xe táo tợn bị dính bẫy phục kích này? Bình luận rôm rã bên dưới video cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.